Mới đây, Sở Y tế phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh thông báo về việc phân bổ thẻ bảo hiểm y tế cho người tham gia bảo hiểm y tế, đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Tân An. Cụ thể, người tham gia bảo hiểm y tế trước đây đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện Đa khoa Long An thuộc các nhóm đối tượng quy định tại quyết định số 1697 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam sửa đổi, được tiếp tục đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại Bệnh viện Người tham gia bảo hiểm y tế thuộc doanh nghiệp và hộ gia đình có độ tuổi từ 50 tuổi trở lên, cán bộ công chức viên chức được lựa chọn nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại bệnh viện Đa khoa Long An hoặc các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Tân An. Số lượng thẻ dự kiến là khoảng trên 126.300 người. Đối với người thuộc các nhóm đối tượng còn lại được lựa chọn đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại một trong các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Tân An, ngoài trừ bệnh viện Đa khoa Long An, Trường hợp người có nơi cư trú tại các xã giáp ranh thành phố Tân An có thể chọn cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại địa bàn nơi cư trú hoặc các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Tân An, ngoại trừ bệnh viện Đa khoa Long An. Số lượng thẻ dự kiến là trên 83.700 người, thời gian triển khai thực hiện bắt đầu từ quý 2 năm 2024.